đang vào mùa cái con bò biển này nè. Và sẵn đang có size lớn đó mình. Nghe đâu con này thịt ngon gấp 5 lần thịt cua mà giá mắc quá trời mắc, không có tiền mua. Với lại đặt mua ở Trà Vinh không thấy ai bán hết trơn. Đặt mua ở Sài Gòn 3 ngày mà hôm nay mới có. Điều bất ngờ khui ra vẫn còn sống nha mọi người. Con này 1 ký là 1 triệu mấy. Khen mua tận 2 con ăn cho đã. Mà nó hơi ngán tiền thiệt mọi người ơi. Đảm bảo là ăn cho biết, không dám mua lại lần thứ hai. Ngoài ra thì Khen còn mua cua nâu. Cụ chú ơi, cả tuần nay con bị bệnh á, hàng uống không có được gì hết trơn. Bò biển có tên khác là gián biển, nhìn nó cũng giống con gián khổng lồ, nhìn cũng hơi sợ sợ thiệt he mọi người. Con này cũng có nhiều cách làm, bụng của nó là thịt với trứng tập trung nhiều nhất luôn. Chặn trái dừa đem đi hấp. Nhưng mà mọi người ơi, con này chín vẫn còn màu trắng nha. Mình cắt mình múc cái thịt nó lên, bị bể bao tử hay sao, nước đen hồi lùi à. Nhưng mà thịt với trứng á cũng nhiều lắm. Trứng thì nó béo lắm trời ơi, mình chấm cái mình bỏ vô miệng nó hòa quyện trong miệng mình. Nó béo mà không diễn tả nổi luôn. Thịt của nó cũng ngon lắm nha, nhưng mà nó mắc quá trời mắc mọi người ơi. Với cái thùng hải sản này là Khen mua.